Sáng ngày 24 tháng 6, mạng xã hội dầm rộ chia sẻ clip chích xuất từ camera quay cận cảnh diễn viên Hoàng Yến từng đóng vai cô Xuyến trong phim về nhà đi con bị chồng cũ hành hung. Dựa vào nội dung trong clip, có thể thấy nữ diễn viên và chồng cũ đã đứng trò chuyện khá lâu, sau đó cô liền bị anh thẳng tay đánh vào mặt. Theo đó, người đánh diễn viên Hoàng Yến là chồng thứ tư của cô tên Cao Thắng. Đáng nói, vào dịp Tết Nguyên đáng vừa qua, chồng cũ bất ngờ lên tiếng với báo chí tố hoàng yến ngoại tình với trai trẻ và ngăn cấm anh gặp con gái trung do không đồng ý với cách làm của vợ nên anh quyết định ly hôn và khẳng định hoàng yến không có quyền ngăn anh gặp con gái trung đáp lại lời tố cáo của chồng cũ cô xuyến về nhà đi con đã phủ nhận hoàn toàn chuyện ngoại tình với trai trẻ sau cuộc hôn nhân đầy đau thương diễn viên hoàng yến quyết định đi phẫu thuật thẩm mỹ để ngày càng xinh đẹp hơn khoảnh khắc hoàng yến bị chồng cũ đánh đang gây xôn xao mạng xã hội trước đó chồng cũ hoàng yến từng tố cô ngoại tình ảnh sưu tầm